Em ăn đi. Đây có lẽ là hộp kem ngon nhất mà anh từng ăn. Vậy à? Vì anh được ăn ở bên cạnh em. Thật đấy, anh không ngờ là mình lại có được giây phút này. Chúng ta được ở bên cạnh nhau thật sự. Em quên mất là em có hẹn với Hoài đi mua sách. Để mang mấy hộp kem này lên cho nó ăn, rồi nịnh nó luôn. Anh về sớm đi nhá. Dạ. Từng giây phút ở bên cạnh em đều rất quý giá. Anh không muốn để cho em đi. Mọi người nhìn kìa. Anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm là mình ở bên cạnh em, được yêu em và được chăm sóc cho em thôi. Thôi, anh về đi. Chúc anh ngủ ngon. Em ngủ ngon nhé. Cô ơi, cô ơi, cô có bật lửa không ạ? Bật lửa? Vâng ạ. Hình như là cô có. Dạ vâng. Đây. Cháu cảm ơn cô ạ. Ừ. Em về đây. Sự hợp tác của chúng ta, công đầu là phải kể về Lam. Hai bên đều là đối tác của em. Hợp tác thành công, em mới là ngư ông đắc lợi mà. Thôi nào, uống đi. Chúc mừng vì sự hợp tác của chúng ta. Cho anh sĩ mù tạt. Cho anh sĩ mù tạt nhé. Dạ vâng. Xem ra sở thích ăn uống của em cả Việt Nam biết nhỉ. Ăn hải sản nhất định phải có mù tạt. Bây giờ mọi người đều ăn mù tạt mà, đâu phải riêng em. Đúng rồi, trước đây tôi cũng không ăn được đâu, nhưng mà bây giờ thì không có lại thế thiếu. Hôm nay sếp của New Style và Hoàng Quân mời Linh Đình thế này, phải ăn nhiệt tình mới được. Lại điện nước gì đây? Sao cái gì cũng lâu? Này điện nước nhanh thế nhở? Ôi, sao lại là anh? Mặt của em. Mặt của em. Này, Hoài ơi, mở cửa đi, nghe anh nói một câu thôi. Anh nói một câu thôi, anh sẽ đi ngay. Hoài ơi, Hoài, mở cửa cho anh. Hoài ơi. Anh nhớ nhá, tôi cho anh nói một câu thôi đấy. Anh mà nói nhiều hơn một câu là tôi đánh chết. Nói đi. Em mới vào trong lột mặt nạ ra. Mày hết một câu rồi nhá, bye bye. Này Hoài, khoan đã. Một câu phải có dấu chấm dấu phẩy chứ, anh chưa nói xong mà. Anh chỉ muốn nói với em là anh đến đây để tạm biệt em. Thực ra là anh hiểu vấn đề rồi đấy. Thôi bye bye. Này Hoài ơi, Hoài, chắc là em ghét mặt anh lắm đúng không? Anh biết mà, nhưng mà em sẽ không thấy mặt anh nữa đâu. Hoài ơi, mở cửa ra đi. Đã vậy rồi ấy, thì em ở lại giữ gìn sức khỏe nhá. Ăn uống điều độ, ngủ nghỉ cẩn thận nhá. Anh đi đây. Anh đi thật đấy.
Mở cửa ra gọi lại anh đi mà. Hoài, gọi lại đi. Anh đi đâu? Anh đi biệt xứ. Anh đi vào Đà Nẵng công tác. Không biết bao giờ mới trở lại đây được nữa. Bao giờ anh đi? Tối mai. Hoài, bất cứ khi nào em cần, em nhớ điện thoại báo cho anh biết nhé. Thôi khỏi, tôi chẳng cần gì hết. Anh lượn đi cho nước nó trong. Này, nước trong ấy là nước độc, còn nước đục ấy mới là nước lành ấy. Đồ hâm. Này, Hoài, Hoài ơi Hoài, Hoài. Anh về đây. Hắn chơi bài gì với mình này? Nhưng mà cái mặt đấy chắc là không phải nói phép đâu. Tạm biệt, tôi đi trước đây. Chào cậu, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thành công. Bọn tôi về trước nhé. Em xin phép ạ. Lúc trước tôi nghe Lam nói công ty cậu sắp tổ chức sự kiện lớn ở Đà Nẵng à? Vâng, ra mắt bộ sưu tập mới và tài trợ một số show truyền hình. Tiếc quá, nếu chúng ta hợp tác sớm tôi đã có thể tham gia cùng với các cậu. Bên New Style sẽ có giấy mời gửi anh, hy vọng anh tham gia và góp ý cho công ty. Trong thị trường may mặc này, chắc chắn anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn chúng tôi. Chắc chắn rồi. Anh Quân này. Tại sao ngày ấy anh lại chia tay với Lam? Lam nói với tôi nên tôi mới biết. Giờ cảm thấy chúng ta cùng một chiếc thuyền, nên cậu đã quyết định chia sẻ đấy à? Nói không biết cậu có tin không? Thật ra ngày đó, tôi là người đã quyết định chia tay với Lam. Không phải là vì hết yêu, mà thật ra là vì quá yêu. Lam đã cố gắng để yêu tôi, muốn đến một hạnh phúc cuối cùng. Nhưng cô ấy lại là người mạnh mẽ. Cảm xúc của cô ấy còn mạnh hơn nhiều. Huy này, cậu có biết người trong lòng cô ấy là ai không? Người trong lòng cô ấy chỉ cô ấy mới biết được thôi. Em đi giày cao thế này có đau chân không? Dạ, không sao anh ạ. Nếu đau thì bảo anh, để anh cõng luôn. Anh cứ làm như em còn đang ở độ tuổi của mấy cô bé thích xem phim Hàn ấy. Vậy mà anh lại không thấy khác nhỉ? Em vẫn là cô bé ngày xưa, khiến cho anh chết mê chết mệt. Anh vừa nói chuyện với Huy, anh biết rất nhiều điều thú vị về em. Ai nhắn thế em? Anh Quân, anh ấy nói với em về chuyện công việc ấy mà. Anh Quân nói với em cũng có vẻ khá là đặc biệt. Anh Quân là người tốt. Trước đây em với anh ấy cũng có một thời gian tìm hiểu nhưng không đi đến đâu cả. Bây giờ em với anh ấy chỉ là bạn và hợp tác trong công việc thôi. Em không cần phải giải thích đâu. Anh tin em mà. Cứ được ở bên cạnh em thế này thật là tốt. Em chỉ sợ sau này khi nghĩ lại, anh lại bảo không hiểu sao sau bao nhiêu năm mình vẫn thích một cô gái như thế. Chào
trong hai chúng ta, nếu có một người nào đó thay đổi thì chỉ có thể là em thôi. Còn anh thì không bao giờ thay đổi cả. Em xin lỗi. Tao đây. Sao mà bức xúc thế? Thôi, chờ tao về rồi buôn nhá. Có chuyện gì thế em? Bạn em đang bức xúc. Anh Duy sắp đi Đà Nẵng hả anh? Hôm trước bọn anh cũng có ngồi với nhau, cũng nghe nó nói chuyện. Nhưng sao nó lại làm Hoài giận à? Nghe có vẻ thế đấy. Mẹ, mẹ đã gặp cô gái con thích rồi đấy. Không ngờ. Nói thật nhá, mẹ đã mong mỏi mãi, cuối cùng thật là đáng xấu hổ. Mọi chuyện không phải như mẹ nhìn thấy đâu. Cái Mai nó gọi điện cho con rồi phải không? Chỉ là hiểu lầm thôi mà mẹ. Vấn đề là mẹ tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể gọi là hiểu lầm được? Làm sao mẹ có thể yên lòng có một cô con dâu đi phá hoại hạnh phúc của người khác được hả con? Mẹ, Lam không phải là người như mẹ nghĩ đâu. Con chắc chắn điều đấy. Tình yêu thường hay mù quáng. Mẹ nghĩ con từ từ rồi hãy quyết định. Đừng vội vàng. Đúng, có thể mẹ chưa hiểu cô gái ấy. Nhưng từ những gì mẹ trực tiếp nhìn thấy, mẹ có quyền nghi ngờ chứ. Để lần sau, con đưa Lam tới đây. Mẹ và Lam có dịp gặp gỡ nhau, mẹ sẽ hiểu cô ấy nhiều hơn. Nhưng nếu gặp gỡ rồi, nhận định của mẹ vẫn không khác thì sao? Con tin chắc, bất cứ ai khi tiếp xúc với Lam, cũng sẽ đều hiểu và yêu mến cô ấy. Lam là người có tự trọng và thẳng thắn mẹ. Nếu như mẹ đã gặp cô ấy rồi, thì hôm nay có xảy ra bất cứ chuyện gì, thì mẹ vẫn sẽ tin cô ấy thôi, giống như con vậy. Muốn biết một con người, cần phải có thời gian. Mẹ cũng không vì chuyện này mà xét đoán bạn con. Chỉ có điều, mẹ đã nhìn thấy rồi, nghe thấy rồi, mà không đắn đo cân nhắc, thì đúng là dối lòng. Chuyện hôm nay, mẹ thấy có cái gì đó còn lấn cấn. Vì thế, mẹ mong con, trước khi quyết định mối quan hệ với cô đó, con hãy suy nghĩ thật kỹ. Con đã suy nghĩ 6 năm nay rồi. Nhưng đó là khoảng thời gian con không ở gần cô gái đó. Con không thể biết được cô ấy thay đổi như thế nào đâu. Mẹ hy vọng con sẽ hết sức tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Tâm trạng gì mà lại muối dưa muối cà thế? Chả tâm trạng gì cả. Buồn tay buồn chân thì làm thôi. Tao cũng buồn chân buồn tay đây. Đầu đặc như trẻ ấy. Chẳng muốn làm gì cả. Chán quá. Sao? Ông Duy vẫn chưa gọi à? Có gọi tao cũng không thèm nghe máy.
Tao cũng chả hiểu chúng mày, cứ như mặt trăng với mặt trời. Kìa, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Alo, sao tự nhiên Rồng lại gọi điện cho Tôm thế này? Anh có chuyện riêng muốn hỏi em một chút. Em có thể ra chỗ vắng nói chuyện được không? Vâng, anh chờ em tí. Bây giờ tạm thời vắng rồi đấy, anh cứ nói thoải con gà mái đi. Hôm nay em có thấy Lam ổn không? Ngoài việc cả tối nó lau dọn nhà cửa rồi lại múi dưa cà, thì em thấy không có gì là không ổn cả. Vậy nhờ em để ý Lam giúp anh nhé. Có chuyện gì ạ? Tại sao phải để ý đến nó ạ? Chắc là do anh lẩn thẩn thôi. Này, em nhớ nhé, cuộc điện thoại hôm nay anh gọi cho em đừng để Lam biết. Anh lạ thật đấy, sao tự nhiên lại bắt em với cả Lam có bí mật với nhau thế hả? Anh chỉ muốn tốt cho bạn em thôi. Nhờ vào em đấy. Sau này em muốn biết bí mật gì của thằng Duy Thối, anh sẽ khai hết với em. Em á? Thì chẳng cần biết bí mật của lão ấy. Em mà nói như thế, thằng Duy nó nghe thấy, nó không về nữa đâu. Ừ đấy, em đang mong như thế đấy. Thế anh có nhắn gì nữa không? Hết của ta rồi. Ừ, thế thôi. Cảm ơn em. Vâng, em chào anh. Yêu cũng khổ, không yêu cũng khổ. Mà cái khổ của mày ấy là cái khổ ngọt ngào. Gì thế? Vừa nói chuyện với người yêu xong có khác, chém kinh thế. Được là ông gì đã tốt. Tao chỉ nói vu vơ thế thôi. Nói chung ấy, cái bệnh đảo hoa là nhạc lắm. Chả biết hôm nay mày có tâm trạng gì không, nhưng mà có người bảo tao là phải để ý đến mày. Ai? Hết chuyện. Này, có tâm sự gì không? Không. Gặp anh một lát được không? Anh đang ở dưới nhà. Ê, đi đâu đấy? Tao xuống nhà gặp anh Sơn một lát. Úi giời ơi, thế mà bảo không có chuyện gì. Rằng em vẫn đang ở đây thôi. Em đi dạo với anh một lát nhé. Gì không thoải mái à? Có vài việc phát sinh không lường trước được. Nếu nói được anh cứ nói ra cho thoải mái. Giống như việc hôm nay em va chạm với vợ anh Quân ý. Sau khi nói ra với anh xong em cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Việc cũng chẳng hay ho gì, em cũng chẳng muốn thanh minh hay giải thích. Nhưng em muốn nếu anh có biết chuyện đó thì cũng là từ em, chứ không phải từ một người khác. Và em cũng cảm ơn vì anh đã luôn tin tưởng em. Anh luôn tin em mà. Lam này, nếu có chuyện gì xảy ra em cũng đừng nản chí nhá. Ý anh là sao? Anh chỉ nói như vậy thôi. Khó khăn lắm anh mới được ở cạnh em. Anh rất trân trọng điều đó.
Vì vậy, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không được bỏ cuộc đâu đấy. Hoài ơi! Hoài! Mùi gì khét thế? Ui! Ui! Ui dồi ôi! Tao cũng chịu mày đấy. Cắm có nồi cơm thì quên bật điện, úp mấy quả trứng thì khét lẹt lên, tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây ấy. Thế làm sao? Chả sao cả. Cùng lắm tao mời mày đi ăn quán là được chứ gì. Ơ kìa. Chưa gì đã dỗi rồi. Thôi, tâm trạng này của mày ấy, ăn cao lương mỹ vị cũng không nuốt trôi đâu. Đến gặp ông ấy đi. Nhưng mà tao cứ cảm thấy thế nào ấy. Với lại, lỡ mạnh mồm đuổi ông ấy đi rồi, giờ này mà mày còn quan trọng cái chuyện sĩ diện nữa. Không phải là sĩ diện hay không, mà bây giờ chẳng biết làm như thế nào. Ông ấy gọi thì tao không muốn nghe máy, nhưng mà không gọi thì tao lại giận. Ông ấy đến đòi muốn gặp tao thì tao lại không muốn gặp. Nhưng mà anh ấy bỏ đi thì tao lại bực mình. Thế chứ. Mày thấy tao có dở hơi không? Cười gì? Mày có bao giờ bình thường đâu mà. Con này. Nhưng lần này là dở kiểu khác. Dở kiểu fall in love. Thôi, mày phải tự biết trong lòng mình đang như thế nào chứ. Đến gặp ông ấy đi. Cảnh cao lá giải gì nữa. Sắp đến giờ rồi. Không đến, ông ấy đi mất thì hối không kịp. Nhưng mà bây giờ tao sợ mình vác cái mặt đến rồi lão ấy lại được thể vênh váo lên, lại cứ thầm trong bụng về mình ấy. Không được. Khi người ta đã yêu rồi ấy, thì không ai còn quan trọng cái chuyện lên mặt hay mất mặt nữa. Mày hiểu chưa? Ông Duy bây giờ cũng đang mong mày gần chết ý. Sao? Ôi dồi ôi! Suốt ngày ngồi ở nhà sắp xếp số phận nhân vật thế nọ thế kia, trong khi mình thì rối như một mớ bỏng bong ý. Tao cũng chịu mày đấy. Sáng em gọi báo thay đổi lịch trình. Phản ứng của chị Lan thế nào? Dạ hơi bất ngờ. Nhưng chị vừa gọi điện báo lại là có thể thu xếp được ạ. Ừ. Chuyện này chỉ anh và em biết thôi nhé. Đừng cho ai biết. Vâng. Trong thời gian anh đi công tác, có vấn đề gì em bảo anh Huy xử lý nhé. Dạ vâng ạ. Em xin phép ạ. Ừ. Sao đi sớm thế? Trong đấy có gì không ổn à? Không, không có gì đâu. Nhưng tôi thì không ổn lắm. Hôm trước ở nhà tôi, ông cũng biết rồi đấy. Mẹ tôi không đồng ý. Ít nhiều cũng gây tổn thương cho Lam. Tôi cũng muốn Lam có một thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Vậy nên mấy ngày tới ở Hà Nội, ông gánh đỡ cho tôi nhé. Được rồi, yên tâm. Để mẹ tôi đồng ý, chắc còn phải mất nhiều thời gian lắm. Vậy nên tôi cũng muốn củng cố mối quan hệ giữa tôi và Lam. Nên trong thời gian này, tôi muốn dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho Lam. Ừ, thế cũng hay. Ông và Lam cứ đi đi, việc công ty để tôi. Nhưng đến hôm khai trương, nhớ vác mặt vào đấy nhá. Yên tâm. Giờ tôi chạy đi mua mấy thứ. Tôi cũng muốn qua thăm bố Lam và dì Lam nữa. Ừ, tôi đi nhá. Em chào anh ạ. Chào em. Em có thể giúp gì cho anh ạ? Cho anh xem mẫu này. Vâng, đây ạ. Thank you.
gửi cậu. Dạ vâng. Bố, dì, con về rồi đây. Bác, chào bác. Ôi trời. Chào hai con. Hai đứa vào mà sao không báo trước? Làm một gây sự bất ngờ cho bác với dì đấy ạ. Con với anh Sơn về công tác, nhân tiện đưa anh Sơn về cho biết nhà. Lần đầu vào đây, cháu cũng chưa chuẩn bị được gì nhiều. Cháu có chút quà yếu bác với dì ạ. Và chơi là quý rồi. Hồi dì ra ngoài đó chữa bệnh, Sơn giúp đỡ nhiều mà dì cũng đã cảm ơn được tử tế đâu. Cháu ngồi đi. Dạ vâng ạ. Cháu uống nước đi. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Dì ơi, dì, sức khỏe dì hồi này thế nào rồi? Con không phải lo lắng cho dì. Con ở ngoài đó một mình, phải tự chăm sóc bản thân đấy. Dì con nói đúng đấy. Đừng tham công tiếc việc quá. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Con biết mà. Em nghe rõ chưa? Từ giờ đừng có từ chối sự chăm sóc của anh nữa đấy nhá. May quá có cháu lo lắng cho Lam. Cháu luôn muốn chăm sóc cho Lam, nhưng mà cô ấy còn kiêu lắm. Cháu thuyết phục mãi đấy, nhưng mà đã đồng ý đâu ạ. Con bé này nó sống tự lập từ bé, cho nên là hơi bướng bỉnh đấy. Này, cháu cố gắng đừng để nó bắt nạt đấy nhá. Bố à, cháu chấp nhận bị bắt nạt ạ. Thôi, hai đứa về nghỉ ngơi đi. Đi cả một quãng đường dài rồi, mệt đấy. Vâng, dạ thôi. Cháu xin phép về khách sạn đặt phòng ạ. Sao không về nhà nghỉ? Nhà vẫn thừa phòng mà. Dạ, thế ạ. Anh ấy lại book phòng rồi, khách sạn ngay gần đây thôi mà. Lam đã có lệnh thì cháu không dám cãi đâu ạ. Anh cứ về khách sạn đi, rồi tối em qua đưa anh đi chơi Hội An nhá. Nhớ về sớm, dì nấu cơm đấy. Dạ vâng, cháu chào bác, cháu chào dì ạ. Chào cháu. Anh đi nhá. Con đã quyết định chọn cậu Sơn làm rể cho bố con rồi phải không? Con với anh Sơn cũng mới đây thôi mà, chưa thể nói trước được điều gì ạ. Việc cậu Sơn có tình cảm với con ai cũng nhìn thấy, nhưng ý con thế nào? Con đã quên hẳn cậu Huy chưa? Con với anh Huy chưa bao giờ có chung mục đích đến cả. Còn anh Sơn thì... Sơn là một chàng trai ưu tú. Nhưng để dì nhắc lại chuyện cũ một chút. Ngày xưa mẹ con, dì, bố con cũng giống như con Sơn và Huy bây giờ. Nhưng sai lầm của bố con làm cho mẹ con và dì đau khổ suốt một thời gian dài đấy. Chính vì thế con nên cân nhắc cho thật kỹ. Chuyện tình yêu hôn nhân là chuyện cả một đời. Trước khi nhận lời anh Sơn, con cũng đã cân nhắc rất kỹ. Hai chúng con để đi một chặng đường dài chắc sẽ có rất nhiều trở ngại. Sao vậy? Cũng có một số chuyện. Nhưng mà thôi, kệ đi, tới đâu hay tới đó. Dì biết, trong cuộc sống đôi khi cũng phải tỉnh táo nhìn nhận, tìm kiếm cái gì là tốt nhất. Nhưng đôi lúc chỉ đơn giản là nghe lòng mình, xem lòng mình muốn gì thôi con ạ. Thôi, dì đi chợ đây. Thả nhá.
Em ước gì đấy? Bí mật. Là thật sự thì anh bước em có thể tha thứ cho anh một chuyện. Con không ngủ được à? Dì, con có vài việc nghĩ mãi không thông nên hơi trằn trọc ạ. Tình cảm và lý trí mà trái ngược nhau thì làm sao mà thông được. Con vẫn nhớ Huy à? Con thấy mình có lỗi với anh Sơn quá gì ạ. Anh ấy thì hết lòng, còn con thì không hiểu sao có rất nhiều lần anh ấy muốn đến gần mà bản năng trong con cứ né tránh. Vì tình cảm chưa đủ đầy mà. Có những người đứng yên, vậy mà con lại vẫn cứ muốn đến với họ. Chỉ vì là con yêu. Lam này, dì biết con đang dành cho Sơn một cơ hội để xây dựng một tình cảm nghiêm túc. Nhưng con đừng ép buộc tình cảm của mình ngay con nhé. Hãy cứ để nó gắn bó tự nhiên, rồi tình cảm cũng sẽ được bù đắp mà. Giờ thì con biết tại sao bố con sau khi gặp gì mà mãi vẫn không quên được. Tình cảm chẳng có lý do nào cả. Có những người rất xấu, toàn là nhược điểm, vậy mà vẫn không thể ngừng yêu thương người ấy được. Dì rất yêu quý Sơn. Sơn là một chàng trai mà tất cả mọi người đều có cảm tình. Nhưng dì chỉ muốn con được hạnh phúc thôi. Con đã từng nghĩ mình là một người rõ ràng trong mọi chuyện. Nhưng đến chuyện này thì bây giờ đến bản thân mình con cũng không biết mình đang muốn gì. Bây giờ mình sẽ phải làm gì nữa? Con cứ từ từ, rồi sẽ có câu trả lời mà. Thôi, ngủ đi. Thức khuya hại người lắm đấy. Nha.
khấu này nó chưa được phẳng, phải làm phẳng cho em để người mẫu họ catwalk được an toàn nhá. Cả phần giữa sân khấu anh phải xét thêm đèn cho em, hơi tối đấy. Chị Lam ơi, đây là market mới về các bàn sắp xếp khách tối ngày mai. Thế này là ổn hơn rồi đấy. Nhưng em nhớ dặn nhóm là đừng có xếp bàn dày đặc quá, nên để không gian để khách còn đi lại nữa. Vâng. Trên mỗi bàn em xét cho chị một cái đèn trắng nhá. Và nhớ là tông chủ đạo của chúng ta vẫn cứ là tông trắng đấy. Vâng ạ. Anh Hà ơi, em nghĩ là cái bậc này chưa an toàn đâu. Anh phải làm lại cho nó cao lên để khi người mẫu họ đi lại được dễ dàng hơn nhá. Ok. Cảm ơn anh. Alo, chị đây. Ừ đúng rồi em ạ, vẫn là 10 người mẫu. Ok, ừ, cảm ơn em nhá. Em uống nước đi. Cảm ơn anh. Nhìn em lo cho công việc mà quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, quên luôn cả anh nữa đấy. Em chỉ muốn công việc được chạy một cách tốt nhất thôi mà. Giờ thì anh đã hiểu tại sao em đắt xô thế này rồi. Mày à, đến nơi rồi hả? Ừ, tao sẽ ra sân bay đón. Hoài đến nơi rồi hả? Hoài vừa xuống sân bay, chắc em phải chạy ra đón nó. Thế anh đi cùng với em luôn. Dạ. Ui Lam ơi, tao ở đây. Yêu mày quá. Ủa xanh. Nhớ quá, mãi mày đến đây. Nhớ quá, phải mò vào tận đây mà. Sao, gọi điện cho chàng chưa? Vào đến đây rồi còn giáp ảnh giáp vẻ. Mệt. Thôi đi, tao còn chưa hỏi chuyện của mày đấy. Cái như gì? Nào, thế phụ huynh có ý kiến gì về anh chàng dễ hiền này không? Không được tò mò thế nhá, im mồm. Kệ tao, kệ tao. Không chỉ có Hoài đâu, cả anh cũng tò mò lắm đấy. Mày chết đi. Ngoài, mày sướng thật đấy. Cả năm mới về một lần mà mọi thứ sạch sẽ tinh tường. Thôi đi, không phải câu giờ. Alo ông Duy đệ. Có duyên sẽ gặp. Ui giời, mò vào tận đây rồi lại còn làm hàng. Event của chúng mày à, trước sau gì chả hội tụ đầy đủ anh tài. Tao cần gì phải báo trước. Này, yêu đương mà cành cao lá dài ấy, rồi chả đâu vào đâu đâu nhá. Mày chỉ được cái nói hay. À, thế mày với anh Sơn thế nào rồi? Từ ngày về đây hai người đã của nợ. Không đúng à? Kể ra ngoại giao ác phết nhỉ. Chứ thấy chú gì chê ở điểm nào? Anh Sơn tốt mà. Tao đang cố để thích ứng. Hai đứa nghỉ ngơi đỡ mệt chưa? Dì nấu chè đậu đỏ đây này. Lại đi ăn. Ôi, cho nhanh. Ngon thế hả dì? Con yêu dì quá. Biết thế con vào sớm hơn. Con ăn đi. Vâng. Vậy thì về đây, ở với dì, dì gả chồng luôn cho. Dì nhớ nhá. Vậy thì con ăn chồng trực ở đây cả năm luôn. Còn con làm à, nó lấy chồng mặc kệ nó. Con này ăn đi. Chị ăn là nhanh. Ơi. Con mày gì? Ngon lắm gì ạ? Đã quá đi. Nó phải ăn hết cả nồi của dì. Ừ, tôi đây. Tôi vừa mới vào Đà Nẵng. Ông đang ở đâu đấy? Có nhớ lịch hẹn ngày mai không? Ờ, tôi đang trên đường đi làm đây. Thế có việc gì không? Ừ, à, tôi vừa gặp em Hoài ở sân bay. Em bay cùng chuyến với tôi. Nhưng trông em ý có vẻ bấn loạn lắm, không nhận ra tôi. Sao, cô ấy vào đây thật á? Ừ, gọi cho nàng đi. Tự nhiên tôi cứ thấy lâng lâng, cảm giác cứ như là 6 năm về trước tụi mình lại tụ hội về đây ý. Thời gian còn dài, tha hồ mà cảm xúc. Mấy giờ ông xong việc? Cho tôi địa chỉ đi, tôi qua đón. Ê, phũ phàng thế. Thôi được rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ ông qua đón tôi nhá. Ờ. Ừ.
đền cho tôi. Không đền á? Sao lại là béo? Ui, cái đầu em đi đây. Này, đi một đó. Tiền. Mày cút đi. Mày mày làm cho gì nhỉ? Tại chúng nó thách thức anh nên anh bảo quỳ thôi. Này, báo cáo tình hình đi, tiến triển tốt đẹp chứ? Cũng ra mắt gia đình rồi, nói chung là cũng được ủng hộ, chỉ còn mỗi cái lô cốt ngoài Hà Nội nữa thôi. Này, sao không nghe máy đi? Mẹ tôi mà, vừa mới nhắc xong đã gọi. Mệt lắm. Mệt cái gì? Trông hai người tình cảm như thế kia, tôi mới mệt đây này. Nàng đã vào tận đây rồi, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Chả biết não của nàng cấu tạo bằng cái gì nữa đây. Thôi, uống đi. Mai rước nàng về rồi, đừng có ngồi đấy mà than vãn. Vô. Vâng, tôi thấy đây là những gương mặt rất phù hợp cho chiến dịch Lolita mới của chúng ta. Mọi người cũng thấy rõ đây là những người đang theo dõi và đang tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Và tuổi đời của họ còn rất trẻ, lại còn hot nữa. Ừ, tốt. Việc này để anh liên hệ. Em muốn danh sách dài mấy mét. Anh này. Mọi người thấy sao ạ? Ông có ý kiến gì thì nói đi. Em nghĩ bây giờ em nên buông tay. Nếu không, em sẽ còn nợ anh rất nhiều. Mình dừng lại đi. Anh Sơn, anh có ý kiến gì không? Sao em? À, Mai bảo là đợt tới ra bộ sưu tập này thì ông làm nghề mẫu luôn. Bộ sưu tập này toàn mẫu nữ cơ mà. Anh lại bị anh Huy dắt mũi rồi. Mà đợt này hay anh định nhờ bên Big World làm truyền thông à? Từ giờ em sẽ chịu trách nhiệm liên lạc luôn đi. Thế này nhá, em hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình trong mảng truyền thông. Bọn anh nên hủy hợp đồng với bên đấy đi. Có thể tiết kiệm được chi phí khá nhiều đấy. Không được. Em mới làm nên chưa đủ kinh nghiệm. Còn chưa kể các đầu mối liên lạc nữa, em chưa thể thành thạo bằng họ được. Huy nói đúng đấy. Ý bọn anh là em sẽ phải làm việc với cô Lam á? Anh nghĩ là em sẽ học hỏi được nhiều. Thôi được rồi, bọn anh là sếp mà. Bọn anh quyết thì em phải nghe theo thôi. Chẳng qua là em muốn tiết kiệm một khoản chi phí cho công ty mình. Không thích thì cũng phải làm thôi. Không ngờ em Mai lại làm tốt như vậy. Ừ, cũng có năng lực đấy. Có vẻ con bé vẫn si mê ông quá đấy. Chuyện tình cảm không phải cứ muốn là được. Nói thật nhé, nếu tôi mà điều khiển được tình cảm của mình thì có lẽ cả tôi và ông, chúng ta sẽ không cùng yêu chung một người. Có đúng không? Vấn đề là nếu như có một cô nàng đứng giữa bọn mình thật thì giữa chúng ta vẫn có một sự đáng tôn trọng hơn nhiều.
đừng để nó mất đi, hay cũng đừng để nó suy chuyển. Sao? Đã suy nghĩ chuyện gì à? Nói tôi nghe đi, tâm sự với một thằng bạn thân cũng nhẹ lòng đi nhiều đấy. Ngày mai Tay Quân sẽ sang đây làm việc đấy. Tôi mà biết vợ hắn ta gây chuyện với Lam như thế thì tôi dừng việc ký hợp đồng luôn. Tôi nghĩ anh ta cũng chẳng sung sướng gì đâu. Em không thấy anh về nên đến đây xem sao. Anh thả ăn cái thứ mì ăn liền này còn hơn phải về nhà nhìn mặt em. Anh thấy chúng mình đang căng thẳng, anh cần có thời gian để suy nghĩ. Anh thấy em cũng vậy. Một ngày có 24 giờ, vậy mà vì sao một cú điện thoại của em thôi mà anh cũng không nhấc máy? Vì anh không muốn. Cứ nói chuyện chúng ta lại cãi nhau. Anh không muốn. Vậy thì em muốn à? Em thực sự không hiểu tại sao cuộc hôn nhân của chúng mình lại tan vỡ thế này. Chuyện hôm nọ anh đã tới xin lỗi Lam, cô ấy đã chấp nhận lời xin lỗi của anh và còn khuyên anh về giải thích và làm hòa với em. Trong cuộc sống không phải lúc nào cứ xin lỗi là xong đâu. Sau sự việc của em, việc gặp mặt giữa anh và cô ấy dường như là không thể. Công việc của cô ấy cũng đã bàn giao cho một đầu mối khác. Từ nay bọn anh sẽ không gặp nhau nữa. Nếu hôm nay em vẫn còn thắc mắc gì thì anh sẽ giải thích hết. Sở dĩ ngày xưa anh và Lam không tới được với nhau là vì anh biết cô ấy đã có một bóng hình khác
cô ấy chưa bao giờ yêu anh cả. Vậy nên nói cô ấy có tình ý với anh là không có cơ sở. Anh nghĩ anh có quan tâm đến cô ấy cũng là điều bình thường. Vì dù sao anh và cô ấy vẫn là bạn của nhau. Hơn nữa, cô ấy là một nhân viên rất có năng lực trong công việc. Để công việc trôi chảy thì phải quan tâm đến người làm cho mình. Điều đó là hoàn toàn bình thường ở bất cứ một công ty nào. Vậy nên việc em gặp cô ấy và đánh ghen là hoàn toàn không có cơ sở. Em đã rất sai lầm. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của mình. Và anh cũng nhận ra rằng trong cuộc hôn nhân này, phần lỗi lớn cũng nằm ở anh. Vì đã không làm cho em tin tưởng. Anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. Em có bắt đầu lại với anh không? Không đủ. Trong mọi lý do, em biết đó là lý do làm anh bất lực mà. Ê con kia, mày đứng đấy làm gì đấy? Ôi, gió thổi mạnh thế này, cẩn thận không sái mồm đấy. Từ lúc tao về đến giờ, mày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế hả? Này, vào đây tâm sự tí, nhanh lên. Sao? Có gì mà tâm với sự? Nhìn mặt mày, tình yêu nở hoa trên mặt rồi, có muốn gì nữa? Này, bói bài không? Khi mà mày đang mông lung ấy, chưa biết quyết định thế nào, tao nghĩ là mày thử bói bài xem. Tao bói cho mày nhá. Alo? Mà anh ra Hà Nội á? Chào em gái xinh đẹp, anh ngồi cùng bạn có được không? Mời em một ly nhé. Em đang đợi bạn. Ôi, tiếc quá nhỉ. Chính xác như tán gái ấy nhỉ. Bảo sao mà em đang chẳng chết. Nhưng người cần chết thì có chết đâu. Em muốn ở đi. Anh đến với em một lúc được không? Sao đấy? Tin nhắn của ba, ông giải cứu vụ này cho tôi nhé. Để lấy tôi đi cho. Tôi cũng đang muốn uống vài ly. Đi nhá. Đây, em ăn đi.
thiết kế mới này tôi thấy được đấy. Năng động hiện đại mà vẫn sexy. Ừ, tôi cũng thấy khả quan đấy. À, ông đã biết đến vụ tụ tập chưa? Vụ nào nhỉ? Bọn đại học, nó tổ chức party học lớp. À, tôi cũng thấy nhắn tin. Nhưng đầu óc còn lơ mơ quá nên chưa đọc. Sao? Lần này chúng nó tổ chức hoành tráng phết ấy. Ông đi không? Mà điều kiện để tham gia là phải có partner đi cùng. Thế nào? Không biết là Lam có đồng ý đi hay không nữa. Vào đi. Ơ, em tưởng anh đang đi gặp đối tác mà. Anh lùi hẹn lại rồi. Bên chuyên môn họ đang muốn kiểm định lô hàng mới. Ờ, em tưởng anh bận. Chứ nếu không em đã gửi cho anh bản kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm rồi. Em gửi cho anh lúc nào cũng được. Ừ. Anh Huy uống cà phê đi. Thế vụ họp lớp thế nào rồi? Hai anh có đi không? Đi mạnh chứ. Anh Sơn thì chắc là đi với Lam rồi. Anh đi với em nhá. Em tự đi đi. Anh có bạn đi cùng rồi. Anh có cần phải nói với em như thế không? Em cũng không muốn đi cùng anh đâu. Chị không cần biết. Chào em. Chị yêu cầu bên em làm đúng theo những gì hợp đồng hai bên đã thỏa thuận. Chương trình không thể rời lại vì sự sai sót của em được. Chị cho em thêm một tiếng nữa. Sau khi set up xong, gọi điện lại cho chị. Sao? Có gì trục trặc à? Bên bộ phận ánh sáng vừa báo vẫn chưa set up xong được sân khấu anh ạ. Vài tiếng nữa là chương trình diễn ra rồi. Thôi, thả lỏng đi. Đi ăn trưa với anh. Em còn đang ngập đầu trong đống việc đây. Bên New Style sắp ra mắt bộ sưu tập mùa xuân. Em còn đang phải check lại bao nhiêu thông tin. Sếp cứ đi ăn đi ạ. Thôi được rồi. Anh đi ăn một mình vậy,